chuyến đi công cốc rồi. Để bắt tài, đi mau, đi mau. Được, 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 được. Anh Phó. Sao, cô ấy xuất hiện rồi, phải. Chị à, sau này chị là bà chủ, còn em là quản gia. Chúng ta tìm mấy người làm nữa đi được không? Chỉ có hai chúng ta thôi. Nè chị à, tôi hỏi Dương, quán bánh nướng kia là của tôi. Sau này chúng ta là hàng xóm. Chị tên họ là gì? Tôi họ. Thấy Sang bắt Hoàng làm họ Sang. Đủ rồi đó, tinh tế. Xin lỗi ông chủ Dương nha, người anh em này của tôi không hiểu chuyện. Không sao, không sao. Sau này qua lại thường xuyên nha. Vậy chị cứ làm chuyện đi. Làm chuyện đi, tôi qua đó trước. Mong được anh giúp đỡ. Được rồi, được rồi. Nghe tinh tế, đi mua đồ theo danh sách này cho tôi. Hai cậu đi với tôi. Xin lỗi anh, xin lỗi nha. Nè, khai trương rồi sao? Tốt quá rồi. Chào anh, bà chủ. Cái đài này bao nhiêu tiền vậy? Cái đài... Phải đó. Cái kia. Cái đài này phải không? Xin lỗi anh nha, chúng tôi không thể nhận cái này đâu. Tại sao lại không nhận? Người Nhật bị đuổi về hết rồi mà. Nhưng tiền Nhật vẫn dùng được chứ. Anh à, như vậy thì đúng. Nhưng mà chắc chắn tiền Nhật không lâu dài được đâu. Cho dù anh có cầm tiền Triều Tiên hay là tiền Hồng Quân thì tôi còn nhận được. Anh nè, hàng này tôi vừa khai trương, phiền anh qua ngân hàng đổi tiền một chút đi rồi quay lại. Chị làm sao vậy không biết? Vậy cái đài này nhất định phải giữ cho tôi đó. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ giữ cho anh mà, đi thông thả nha. Này gì già, có vấn đề gì sao? Phó Gia Trang đến Bộ Tư lệnh Cảnh bị Hồng Quân là để đưa một tờ giấy mời họp cho người Liên Xô, muốn người Liên Xô thừa nhận tổ chức địa phương của họ ở Đại Liên. May mà ông trời giúp đỡ chúng ta, người phụ trách chuyện này của Bộ Tư lệnh đã đi Lữ Thuận rồi. Phó Gia Trang chưa hoàn thành được chuyện này. Đại Nương có nói bây giờ là thời điểm quan trọng trong chuyện tranh giành Đại Liên của hai đảng Quốc dân và Cộng sản, muốn chúng ta dùng mọi cách để cướp giấy mời họp đó. Chỉ cần thị trưởng Đại Liên phía Trùng Khánh cử đến nhậm chức, tờ giấy mời sẽ thành giấy dụng. Cậu biết khi nào Phó Gia Trang sẽ đi tiếp không? Ngày mai. Về rồi sao? Ngài Đại Hạ, em về rồi sao? Vậy đồ ăn đâu? Em để trong bếp đó. Chị Dâu, sau này chị có việc gì thì bảo em làm là được rồi. Chị mất công đi một chuyến làm gì? Nhưng mà hải sản trong bếp tươi thiệt đó, đúng ý của em luôn. Hải sản đó không phải là chị mua đâu, là của người ta tặng đó. Là ai? Là Lão Dạng. Cái gì? Lão Dạng tặng đó. Lão Dạng sao? Không chỉ tặng hải sản cho chúng ta, còn nói là sẽ tặng chúng ta một cái đài nữa đó. Đài mắc tiền lắm đó chị. Mua cái đó không cần tiền hay sao? Chính vì nó đắt tiền cho nên mới thấy người ta hết lòng với chúng ta. Với lại nếu chị từ chối thì anh ấy sẽ không vui đâu. Chắc chắn sẽ nói chị coi thường anh ấy đó. Chị không làm như vậy được đâu. Nè chị Dâu, em phát hiện ra chị biết cho người ta ăn bánh vẽ thiệt đó. Chị nói coi, chị vẽ một cái bánh là người ta chạy theo liền. Chị đúng là giỏi ghê thiệt đó. Làm gì có chứ, đâu có cái gì. Chị không cản nổi thiệt đó. Chị không cản được đúng không? Vậy thì để em xem em có cản được không. Ngài Đại Hà, Cao Đại Hà, em đừng có quản chuyện của Lão Dạng đó. Đến rồi, dừng lại đi. Đây. Chị, nhìn không tồi nha, cũng ra dáng đó. Phải, giá kệ tủ lúc trước đều dùng được hết. Nào, đây.
cho cô đó. Myrtle PPK, đây là cây súng Adolf Hitler thích dùng nhất. Vào thời khắc cuối cùng, khi Hồng quân dồn ép bộ phận hoạt động ngầm của nguyên thủ Berlin, ông ấy đã dùng chiếc PPK này để bắn vào đầu của mình. Đúng là anh dũng đó. Này chị gái, chị nghĩ nhiều rồi. Người trong ngành chúng ta đều thích dùng cây súng này vì nó nhỏ và dễ giấu. Chọn chỗ này đẹp đó nha, là địa điểm vàng để nằm dùng đó. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Người có cùng ý tưởng lớn với cô không phải là tôi đâu, mà là Cao Đại Hạ. Cao Đại Hạ sao? Cô có biết không? Tôi điều tra ra rồi. Cao Đại Hạ từng mở một quán bánh bao trong biển, ở chỗ quán bánh nướng Dương Ký đối diện đó. Hàng đồ tay bây giờ của cô lúc trước lấy danh nghĩa là hàng tạp hóa, nhưng mà trên thực tế lại là căn cứ bí mật của đoàn phóng hỏa. Hẹn gì hôm qua lại gặp cô ta ở đây. Anh cũng không lạ lắm gì với chỗ này. Đương nhiên là không rồi. Khi Chật Nhật phát căn cứ của đoàn phóng hỏa, trưởng ban cảnh sát ở Quan Đông Châu là tôi đây, phải phối hợp nhiệm vụ bắt giữ họ. Vậy chắc Cao Đại Hạ rất quen thuộc với con phố này. Không phải là quen bình thường đâu. Cô ta mở hàng bánh bao là giả đó, làm căn cứ cho đoàn quân phóng hỏa là thật. Cô ta đúng là nhiều trò thiệt đó. Tôi thấy là anh bị Cao Đại Hạ đó làm cho sợ hết hồn rồi. Ngày nào cô ta chưa gặp Diêm Dương thì ngày đó anh lại không yên tâm. Phải đó. Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng không phải là Cao Đại Hạ mà là Phó Gia Trang. Cậu ta tới Đại Liên với thân phận đặc phái viên để họp với Hồng quân Liên Xô. Nhiệm vụ chính của cậu ta là xây dựng đường dây liên lạc với Hồng quân Liên Xô và thành lập với quỹ ban thành phố Đại Liên. Nó trắng ra là cướp thành của chúng ta đó. Tốc độ của Cộng sản đảng nhanh đó. Còn phải nói sao? Đảng bộ thành phố của chúng ta vừa xây dựng đã bị tổn hại nặng nề. Còn ở phía Trùng Khánh làm ăn lề mề thật đó. Phái một thị trưởng qua đây khó tới như vậy sao? Càng ngày càng chậm. Kháng chiến vừa thắng lợi, tình hình của đảng quốc phải đối mặt vô cùng phức tạp. Huống hồ quân chủ lực của chúng ta đều ở phương Nam, cho nên bây giờ không đủ mà dương lên tận Đông Bắc, lực bất tòng tâm. Bọn họ không dương tới được. Chúng ta làm con chốt đã qua sông thì phải dằn mặt trước, chơi trò nhổ răng trong miệng hổ. Chị, chị à, sao cậu lại ở đây? Chị tôi mở cửa hàng ở đằng kia, là đồ tay lương giận cái gì cũng bán hết. Tôi vừa đi nhập ít hàng về đây. Địa chỉ ở đâu? Đường Thanh Nê Oa, ở đằng kia đó. Lúc trước là cửa hàng tạp hóa. Có phải đối diện là cửa hàng bánh nướng hay không? Phải đó. Chị à, sao chị biết nhiều như vậy? Đương nhiên là tôi biết rồi. Mau đi mau đi, tôi qua xem chứ. Kiểu tóc của cậu đẹp đó nha. Bà chị này, một nơi rộng lớn như vậy, một mình cô có lo liệu nổi không? Còn có tinh tế nữa mà. Nó cũng tính là một người sao? Nè chị, tôi thực sự không hiểu. Chị thông minh giỏi giang như vậy, sao lại tìm một trợ thủ ngốc nghếch như vậy chứ? Đâu phải là tôi tìm về đâu, là cậu ta cứ bám lấy tôi. Cậu với chị của cậu là chị em họ sao? Còn thân hơn là chị họ nữa đó, là chị ruột. Lừa ai vậy? Chị ấy họ Ma, còn cậu họ Chân. Vậy chị em ruột mà không cùng họ hay sao? Chị ấy từng cứu mạng tôi, không phải chị ruột thì là chị gì? Chị ấy cứu mạng cậu sao? Cha mẹ ruột của tôi chết sớm. Lúc trước tôi nhặt rác ở đầu đường Cáp Nhĩ Tân. Mùa đông của 6 năm về trước, mùa đông đó lạnh vô cùng. Mùa đông của 6 năm về trước, một người đàn ông mà tôi đưa về lại qua lại với một ả hầu gái của tôi. Tôi phát hiện ra chuyện này vào một ngày tuyết lớn. Cút đi! Tôi đuổi cả hắn và con tiểu yêu tinh đó ra khỏi nhà, ném hết chăn đệm và quần áo của hai người đó đi ra ngoài. Tinh tế nhặt được những thứ đó, còn tưởng là của tôi cho cậu ấy. Cảm kích vô cùng nên ở lại hầu hạ tôi, đuổi cũng không đi. Ban đầu thực sự là tôi cũng không muốn giữ cậu ta ở lại đâu. Cậu ta tên là Tinh Tế, nhưng mà không tinh tế một chút nào hết.
nhưng mà cũng không phải là ngốc. Dạy cậu ấy mấy việc tay chân thì học cũng nhanh lắm. Tôi suốt ngày cáo kỉnh với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cũng không có thù tôi. Chỉ nhớ tôi từng cứu mạng cậu ấy. Thằng nhóc này cũng ngốc thật đó. Nó xa quá rồi, vẫn nên nghĩ coi phải làm sao để quỷ đi giấy mời họp trong tay của Phó Gia Trang đây. Bên cạnh Phó Gia Trang có người của chúng ta mà. Để ý cho kỹ một chút, cướp được tờ giấy mời đó cũng không cần phải giữ Cao Đại Hà lại nữa. Ở đây có cửa hàng bánh nướng. Thôi chết rồi, Cao Đại Hà tới. Chọn ngày không bằng hôm nay. Tự cô ta nộp mạng tới cửa. Nhanh đi, trốn đi nhanh lên. Trốn cái gì chứ, giết luôn cho xong. Dụ được cô ta vào đi rồi nói. Nhanh đi. Chị à, Đại Hà, cô ở đây sao? Này em gái, cơn gió nào đưa cô tới đây vậy? Cô coi, đồ hàng tay của tôi vừa khai trương một cái là cô đã đến rồi. Nè, Đại Hà, ở đây sao? Không có ở nhà. Đừng nói là đi đâu làm chuyện xấu rồi nha. Tôi thật sự cảm thấy chúng ta không cần thiết phải tới đây. Sao lại không cần chứ? Lỡ như anh làm sáng tỏ thì sao? Phải thử đi mới biết. Tôi đã bảo cô từ lâu rồi. Nếu người cô gặp ở khách sạn Modern thực sự là anh ta, thì chắc chắn anh ta biết mình mất chìa khóa. Vậy thay chìa khóa đi thôi. Cũng phải ha. Nếu không thì có thể là không phải anh ta. Anh đúng là lúc về lúc khác, không có tiếng nguyên tắc hay lập trường gì hết. Chút nữa là bị người ta thấy rồi. Tôi kêu anh điều tra Matoto, anh điều tra chưa? Tôi nói đây cô đừng có vội vàng. Điều tra cũng cần có thời gian. Sao nhanh như vậy được? Hay là như vậy, hay là tôi sẽ đi một chuyến. Nếu chị ta là đặc vụ thì chắc chắn đã chuyển đi rồi. Đặc vụ vô cùng xảo quyệt. Hay là như vậy, tôi bảo Thủ Bình đi cùng với cô. Đó là đặc vụ, không phải là sát thủ. Có nên tới mức như vậy không? Vậy thì kêu chị dâu đi cùng với cô. Có thêm một người tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi đưa chị dâu theo làm gì cũng chưa chắc. Tới lúc quan trọng cái giọng của chị ấy lại có tác dụng đó. Tác dụng gì chứ? Chị dâu, đây, nhờ chị một chút nha. Nhờ cái gì? Không phiền đâu. Là nhiệm vụ đó. Anh nên bồi dưỡng tôi từ lâu mới đúng. Nè anh Phó, nhiệm vụ gì vậy? Biến đi. Thôi chị đeo lên đi. Cứ thở hồng hộc như vậy ghê hết cả người. Làm cách mạng đúng là không dễ dàng gì ha. Thở dài có một chút làm gì căng. Cũng không biết là hôm nay chạng lừa có đi làm hay không. Nếu như anh ấy lái xe thì chúng ta được miễn tiền rồi. Anh ấy không đi tuyến này đâu. Đúng là không nhờ giả được cái gì. Em còn chưa nói cho chị nghe, hôm nay rốt cuộc chúng ta làm nhiệm vụ gì vậy? Không có nhiệm vụ gì hết. Tới thăm một người bạn thôi. Nè Cao Đại Hà, em làm gì vậy? Anh Phó nói rồi, cho chúng ta đi làm cách mạng đó. Sao em nói là đi thăm ai? Chuyện này quan trọng hơn em không biết sao? Chuyện cách mạng hôm nay chính là đến gặp một người đó. Nếu tới nhà người ta mà là cách mạng thì chị cách mạng hơn 30 năm rồi đó. Tôi tới để tìm Andre. Đồng chí thiếu quý, xin lỗi anh, trung tá Andre vẫn chưa về. Cô kêu chúng tôi sáng nay quay lại, bây giờ cô nói là người ta chưa về. Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Cho nên tôi mới nói là xin lỗi đó. Đây không phải là vấn đề xin lỗi hay không. Lần này chúng tôi đến nè Thủ Bình, thực sự là chuyện rất gấp đó. Tôi bắt buộc phải gặp được đồng chí Andre để tiến hành bàn giao, tránh đêm dài lắm mộng. Vậy chiều nay 4 giờ anh đến nha. Được, cô yên tâm. Cô nhất định phải chuyển lời tới Andre giúp tôi. 4 giờ chiều nay chúng tôi sẽ quay lại gặp anh ấy đúng giờ.
Nè Đại Hà, đến rồi sao? Chị xem hôm qua bị cái tên áo sơ mi, cái tên xấu xa đó, làm chị em mình không nói chuyện được gì hết. Chị coi có trùng hợp không? Đại Liên lớn như vậy mà lại gặp hắn ở chỗ của chị mới ghê chứ. Quan gia ngõ hẹp mà, nó không sai tiếng nào. Chứ sao nữa, Đại Đại Hà, sau này cô phải đề phòng hắn đó. Chị yên tâm đi, tôi còn lâu mới sợ hắn. Hắn chột dạ, người sợ là hắn. Cô nói rất đúng. Cô là bà chủ sao? Nhớ năm đó, khi tôi mở quán bánh bao trong biển, chỉ cần tôi nhấc chân lên thì cả con đường thành Nê Oa đã bắt đầu chen nhau xếp hàng đó. Hôm qua có cô gái nói cô ấy là chủ quán bánh bao trong biển, nói với tôi là người một nhà. Tôi lớn hơn. Cô cũng họ Cao sao? Tôi không cần họ Cao, nhưng mà chuyện lớn nhỏ nhà họ Cao là do tôi quyết định. Chị à, mấy tấm vải này của chị đẹp thiệt đó, màu rực rỡ vô cùng. Mấy bộ đồ mà tôi mang đi đều ở trong vali, nhưng bị Tinh Tế bỏ quên ở ga tàu ở Cáp Nhĩ Tân rồi. Cô coi, thẻ hành lý của tôi vẫn còn giữ đây nè, là số 16. Hôm qua tôi mới nhờ bạn lấy hành lý cho, mấy ngày tới anh ấy sẽ gửi bưu điện cho tôi. Thành ra phiền quá ha. Nhưng mà không mang cũng tốt, vậy thì có lý do để mua mới. Mấy tấm vải này cũng là mới mua đó. Tôi đều còn đang nghĩ mấy ngày này nên đi đâu may sườn xám đây. Chị mặc sườn xám chắc là đẹp lắm, dòng nào ra dòng nấy. Ôi thôi đi, cô bớt đi, nhìn tôi như là cái thùng phi vậy đó. Người mặc sườn xám đẹp là cô mới đúng, dòng nào chuẩn dòng đó. Xem cái eo nhỏ kìa, đúng là eo 56 nha. Nè chị à, tôi biết một tiệm may, may vô cùng đẹp luôn đó. Ở đâu? Ở gần trạm xe điện Tự Nhi Câu đó. Tên tiệm may Trăm Cước. Được rồi, chiều nay tôi rảnh, hay là 3 giờ rưỡi chiều nay chúng ta gặp ở trạm xe điện Tự Nhi Câu đi một chuyến nha. Được được được. Nè Đại Hà, tôi mua cho cô một tấm nữa nha. Cô cũng tiện thể may một bộ đi. Không đâu, không thể nào, không thích hợp đâu. Chị em chúng ta có gì mà không ổn chứ. Cô coi cô thích tấm này không? Chị thật sự là không được đâu. Cô coi cô khách khí như vậy làm tôi ngại đó. Hay là như vậy đi, tôi trả tiền cho chị. Đại Hà, cô xem kìa, cô mà như vậy sau này có chuyện gì sao tôi dám nhờ chứ. Vậy chị có cần tiền không? Nè Cao Đại Hà, em đúng là đồ lừa đảo. Em bỏ mặc gì giữa đường hết gió buồn như vậy, còn chạy tới đây nhiều chuyện nữa. Đâu có đâu, cô là ai vậy? Chị là ai? Đây là chị dâu của tôi. Chị dâu sao? Vậy tôi phải gọi là em gái rồi. Nè em gái, sao mà cô trẻ như vậy chứ? Đều tại tôi có mắt không trồng. Xin lỗi em gái nhiều nha. Không sao đâu, tôi chỉ nhường nó thôi. Tôi không hề để bụng đâu. Hàng chị nhiều đồ quá ha, lại còn toàn là đồ Tây, nhìn là biết hàng cao cấp thượng hạng rồi. Sao chị lại còn treo cái này ở đây? Đúng là xấu hổ chết đi được. Em gái thích cái gì thì cứ nói đi. Chỗ của chị có bán đài không? Có. Chỉ cần em gái muốn mua, tôi nhập bao nhiêu tôi bán cho cô bấy nhiêu. Thật vậy sao? Thật đó. Thôi được rồi, không mua không mua. Chắc chắn rồi, không mua nữa. Chị à, hay là như vậy đi, tôi có chút việc tôi đi trước nha. Chiều nay chúng ta có hẹn đó, đừng có quên. Cần gì cứ tới nha. Em kêu chị chờ ở cửa mà, chị vào làm gì? Sao lại như vậy? Em còn mặt mũi mà nói sao? Lôi chị ra cho bằng được, chỉ sợ chị mua đài sao? Em còn chưa cưới dạng lừa mà đã lo tới chuyện nhà anh ta rồi. Không phải như vậy đâu. Chị làm như vậy là bắt nạt người thật thà đó. Chị bắt nạt anh ta sao? Chị nói cho em biết, muốn cưới con gái nhà họ Cao, không bỏ công thì cũng phải bỏ của. Nè chị dâu à, chị đi đâu vậy? Em nhắc lại cho chị biết đi. Chị nghe cho kỹ đây, hôm nay chúng ta đến đây làm nhiệm vụ đó, không phải đi chơi đâu. Chị nhớ cho kỹ vào đó, dẹp đi. Nhiều chuyện cũng là chấp hành nhiệm vụ sao? Em không có nói được với chị đâu. Sao vậy? Bà chủ đó là người xấu hả? Vừa nhìn là biết chị ta không phải người tốt rồi. Cứ vừa đi vừa lắc người như vậy. Thôi được rồi, chị à. Chị, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Được rồi, đây 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 đây. Chị à, chị mau đi đi. Được lắm nha Tinh Tế, cậu kiếm được xe đạp rồi sao? Chị bảo tôi có cái xe đỡ mất công đi bộ. Chị của cậu đúng là tốt bụng thiệt đó. Phải rồi, cậu có để quên cái gì ở ga tàu quả Cáp Nhĩ Tân không?
Có chứ, để quên cái vali to đó. Hèn gì chị của cậu trách cậu lắm đó. Kêu cậu để quên ở phòng chờ, tìm cũng không biết đường nào mà tìm. Chị tôi kêu ở phòng chờ sao? Thì lại không phải. Không phải đâu, quên ở kho hành lý mà. Vậy chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi. Được rồi, cậu làm gì làm đi, tôi đi nha. Hẹn mấy lần rồi mà. Người Liên Xô vừa tiếp quản Đại Liên, bận sắc mặt cũng là bình thường. Phải rồi, phía Ma Tô Tô ra sao? Có chuyện này anh phải báo với cấp Nhĩ Tân điều tra xem. Ma Tô Tô đó nói với tôi, hành lý của chị ta bị để quên ở kho hành lý của ga tàu hỏa cấp Nhĩ Tân đó. Hôm qua đã cho người lấy rồi, hành lý số 16. Được rồi, nếu là chị ta bịa ra thì tức là chị ta có vấn đề. Chiều nay có chuyện quan trọng hơn cần cô làm. Là chuyện gì? Khi tôi và Thủ Bình tới bộ tư lệnh, hình như đã bị để mắt tới rồi. Vậy phải làm sao đây? Anh có đi nữa hay không? Hay là đổi lịch đi? Không được, buổi trưa biết thư lý từ ngõ phòng điếm về. Cô đi cùng với tôi đi, anh ấy rất muốn gặp cô. Được, tôi muốn gặp anh ấy từ lâu rồi. Thứ đồ quan trọng của tổ chức nằm trong tay của tôi, nhưng tôi cầm hoài lại không thấy thích hợp. Gặp anh ấy xong tôi sẽ gặp lão Dạng luôn. Chi bằng chúng ta làm như vậy đi. Ma Tô Tô có một cái biển gỗ đúng không? Trong kho hành lý ga tàu hỏa cấp Nhĩ Tân số 16. Các đồng nghiệp ở cấp Nhĩ Tân đã điều tra ra rồi. Hành lý đó thật sự không đến lấy sau đó. Tôi vốn dĩ không còn nghi ngờ chị ta, nhưng không ngờ rằng chị ta lại lộ sơ hở. Anh bảo không nhìn rõ mà. Lúc đó đúng là tôi choáng váng không nhìn rõ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, tôi cứ có cảm giác người đó chính là chị ta. Vậy thì mau bắt người đi. Anh tới tiệm may làm cái gì? Nếu chị ta không đến tiệm may thì lúc đó bắt cũng không muộn. Nhưng mà chiều nay cô có tới đây đâu? Có tới hay không không quan trọng. Quan trọng là nếu như ai có hỏi thì chú cứ nói như lời tôi đã dặn, như vậy là được rồi. Đây là ba tấm vải để may sườn xám. Tôi may hai tấm, còn đây là tiền công. Nhiều quá rồi. Tiền này không chỉ để mua tay nghề của ông, mà còn mua được mấy câu nói của ông đó. Đóng cửa rồi, mai lại tới nha. Chú à, tôi hỏi mấy câu rồi đi liền. Chú à, đây đây. Có chuyện gì? Tôi hay tới chỗ của chú may đồ lắm đó, chú quên rồi sao? Ở chỗ của tôi có nhiều khách nữ như chị. Chúng tôi có chút chuyện, đừng để chúng tôi đứng ở ngoài chứ. Phải đó. Vậy xin mời vào trong. Vâng, cảm ơn nha. Chú à, tôi hỏi chú một chuyện nha. Ôi trời ơi, cô xem đi, tôi ở trong cửa hàng này suốt cả ngày, chẳng ra ngoài là bao nhiêu, thì tôi biết chuyện gì được chứ? 3:30 chiều nay có chị gái nào tới may sườn xám hay không? Dáng người cao cao, tầm khoảng 40 tuổi, mắt thì to, còn tóc thì như vậy nè. Hơn 3 giờ sao? Hơn 3 giờ. Chú à, chú không sao chứ? Hình như là có, nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm. Đừng mà, sao lại không nhớ rõ được chứ? Chú nhớ kỹ lại xem. Cô coi, cả buổi chiều có tới mấy cô, mấy mợ đến. Làm sao tôi nhớ? Hay là như vậy, chú cho tôi xem những đơn mà chú nhận chiều nay đi, có được hay không? Được, được chứ. Đây, ở đây. Đều là ở đây hết nè. Vậy tôi mở ra hết nha. Chính là cái này, phải không đó? Tôi nhận ra, khi tôi đến chỗ của chị ấy có nhìn thấy ba tấm vải này, hai mảnh là để may sườn xám, còn một mảnh, cô khách đó nói là muốn may cho em gái gì đó. Nhưng mà tôi thấy cô ấy cứ đứng đợi hoài, nhưng mà em gái vẫn không thấy tới.
Chờ rất lâu đó. Chị ấy đến lúc mấy giờ? Khoảng hơn 3 giờ mấy chiều. Mấy giờ thì đi? Chắc khoảng 5 giờ đó. Chú có nhớ lầm không? Sao có chuyện lầm được chứ? Giải còn ở đây mà. Vậy được rồi. Làm phiền rồi.